Điện thoại hết pin, cần gì nhắn cho em vào số này. Tôi nghe đây. Xin lỗi, ai đang gọi vậy ạ? Thì có giúp được gì anh không? Không phải là được, mà là quá được ấy. Anh là anh phải cảm ơn em vì đã giới thiệu cho anh một người như Thủy đấy. Có gì đâu ạ. Em hôm qua xong việc lái người về luôn hả? Thủy đòi về luôn. Thế nhưng mà đến địa phận ở Yên Bái ấy, lái xe buồn ngủ quá. Thế là bọn anh lại phải thuê khách sạn để nghỉ tạm. Thuê khách sạn hả? Khách sạn ở đấy có được không đấy? 3 sao thôi, nhưng mà ở thì cũng được. À, anh có card của khách sạn đấy không? Đợt tới em định đi du lịch, nếu có qua Yên Bái thì em đến đấy nghỉ luôn. Đằng nào thì cũng có anh trải nghiệm rồi, đỡ phải tìm. Các thầy không có. Thế nhưng mà cái tên khách sạn thì rất đặc biệt. Khách sạn Ngọc Thủy. Ủa, Tiến, anh Minh, sao em lại ở đây? Ông ơi, ông, hả? Cái bình ông để đâu rồi? Thôi chết, cái bình ở trong xe. Trong cái bình có gì quan trọng không ạ? Cái bình đựng cho con trai tôi, nó cũng 20 tuổi. Để cháu vào lấy cho ạ. Ủa, quay, để anh. Tính. Em biết chỗ rồi, sẽ nhanh thôi. Cẩn thận nghe.